có thằng bạn cho mà Lâm xuống chơi. Anh Đen. Hả? Dí theo. Đâu có đâu, anh lạnh lùng với em là do hai mình mới quen. Anh ca hát rap với cùng đồng bọn phi tai vòng tròn từ sáng tới đêm. Nắng ánh sáng cũng đã hiện lên. Anh mở mắt chào đón ngày mới, kiếm cái kính râm đeo diện thêm mà ai đủ mạnh của linh hồn này với. Có niềm vui phơi phới tính anh sở lỡ mỗi tội hơi xui trời ơi. Bạn bè mời chơi từ lúc 7 giờ mà nãy giờ làm gì mới tới. Now here we go, cầm micro rap vô. Ma Lâm như chắp xô, I'm chắc là bắp lô. Chỉ đang chiêu cắp tô và để nó tự giác pro. Yeah yeah, anh làm những điều anh thích, lại chịu trách nhiệm với những việc anh làm. Sinh nhật năm nay 21, anh với bé yêu ra thăm anh Hoàng. Anh còn đó không? Em đừng có chồng. Anh đang dưới phố mà không lấy số làm sao lấy đồ. Đâu có đâu, anh lạnh lùng với em là do hai mình mới quen. Nhớ quá chén hôm đó nên anh say khước, chỉ còn chỗ nằm đủ êm. Có cuộc hẹn với ga lúc 7 giờ tối, do phê quá nên ngủ quên. Chạy tới sân tao thấy thiếu cỡ hai sợi lốp, vậy nên phải cần rủ thêm. Yeah, damn bitch, you and like it. Xe máy chạy bằng xăng, còn anh thì chạy bằng cơm. Do lỡ quá trớn nên không rút ra kịp. Anh sẽ và luôn là chỗ dựa tinh thần vững cho mấy thằng em. Grade 1, 2, grade 5, anh đều có bằng khen. Alo, gà tao gần tới rồi, mày ở nhà chuẩn bị xong chưa? Hẹn gặp nhớ radio, anh em ngồi mồi đốt xong cưa. Hôm nay sao trời đẹp thế nhờ, nguyên đêm này chắc chắn không mưa. Tuy lao cá nhưng tụi tao giao dục, ai lại gặp người lớn không thương. Mình yes sir, người xem story ngàn minh ta của anh là em đó. Người em không quên được, we chill lên kết vào đêm đó. Em thích hành động hơn là lời nói, còn anh thích nói xong rồi mới làm. Đừng để anh phát hiện ra những lời dối tới đó là tá hỏa là ối giời ơi. Right now, we hang out, bitch.